nay vừa lạnh vừa mưa vừa bị cách ly mọi người, cho nên tớ tìm cách đi ra ngoài đường, tớ đi mua bánh mì. Mình nghe thấy mấy đứa ở Việt Nam là mấy cái đứa nó chửi cái ông gì mà nói là bánh mì không phải đồ ăn á. Bánh mì cũng là một cái thức ăn nhưng mà nó không phải là cần thiết trong cái lúc này. Cái ông đó ông nói không có gãy khúc thôi, đúng không? Cái luật là luật, mình không được đi ra ngoài đường trong vòng và cái phạm vi, nó có cái phạm vi, nó có cái luật pháp, nó có cái chính quyền người ta đề sẵn ra rồi. Không phải các ông các bà cứ nói là được đi ra ngoài đường mua đồ ăn, thế là mỗi thằng cứ dắt một cái bánh mì để lên xe xong bắt đầu phóng lung tung, xong rồi ai người ta hỏi là bắt đầu gân khổ lên cãi. Thôi đi mua đồ ăn, xong giơ cái đồ ăn ra. Ở bên này tại sao ở Việt Nam không ra cái luật là đồ ăn à, mày mua ở đâu, có hóa đơn không, mua chỗ nào? Bây giờ cái thời Covid như thế này á, kể cả mua một cái kim sợi chỉ cũng phải có bằng chứng là mình mua ở đâu, đúng không? Từ nhà, từ cái chỗ mình ở đấy đi đến cái chỗ mua đấy là ở đâu, mua chỗ nào? Tại sao không như thế? Tại cái ông kia ông ấy ăn nói không có ra hồn thôi. Nếu ông nói bánh mì cũng là thức ăn nhưng mà nó không phải là cái thức ăn cần thiết trong cái lúc cách ly như thế này, đúng không? Mà xe Mercedes cũng đi vào rồi, xin trợ cấp đây này. Nhà kể cho mọi người nghe, có cái lần ở cái khu nhà mình á, mình bị cách ly là trong cái vùng nó gọi là điểm nóng á, tiếng Anh nó gọi là hot spot, điểm nóng của vùng dịch á, thì nó không cho đi ra ngoài. Thế nào hôm đó mình mới đi mua thuốc, thì mình đi đến cái chỗ này á thì thuốc nó lại không hết, không đủ. Thế xong rồi nó hết rồi. Ví dụ mình mua mấy thứ thì nó chỉ có hai thứ thôi, thế là nó mới đưa cái hóa đơn cho mình, nó bảo là không đủ thuốc ở đây, thế là mình mới đi ra chỗ khác. Đi ra chỗ khác để đi qua cái trạm ấy, nó có cảnh sát, nó mới tuyết lại nó mới hỏi mình, mày đi đâu, mày có biết là mày đang ở trong cái vùng nóng không, mày không được đi ra ngoài đường nếu như không có cái lý do. Thế xong mình mới bảo là tao đi mua thuốc. Thế xong nó bảo mua thuốc gì, tại sao mày phải ra đây mua thuốc? Mình mới nói là tại vì ở đây nó không có cho nên tao phải đi. Thế là nó mới xem giấy tờ của mình, nó phải xem cái hóa đơn của mình, phải có bằng chứng rõ ràng là cái chỗ này không có thuốc. Thì thuốc là một cái thứ cần thiết mà, thì nó mới mà không phạt mình. Chứ nếu không nào hôm đấy phạt bao nhiêu tiền rồi. Có hai ông bà Việt Nam đi ra mua đồ ăn, thì thường những cái tiệm mà mua thực phẩm ấy, mua rau quả các thứ, nhưng mà thường là mấy cái tiệm Việt Nam á, nó không có đưa hóa đơn. Thế xong rồi ông bà ấy đi qua cái vùng trạm, nó kiểm tra thì nó hỏi hóa đơn đâu. Rõ ràng là có tất cả đồ ăn trên xe nhưng mà không có hóa đơn. Nó phạt hai người không biết bao nhiêu tiền á, mình quên mất rồi, như 600 hay sao ấy, 600 đô hai vợ chồng. Tại nó cho người trong gia đình đi, là cái thời gian đó là đi hai người, nó phạt 600 hay sao. Cho nên là cái ông mà ông là chạm chốt kiểm dịch đấy, ông ấy nói không có gãy khúc thôi. Chứ còn cái thằng kia ấy, rõ ràng là nó gian lận, nó cầm cái bánh mì đi xong rồi nó gân cổ ấy, nó cãi. Mà mình nghe cái clip đấy rõ ràng nó nói là cái gì à, đi mua bánh mì cho bạn, đúng không mọi người?
Cho nên là người Việt mình á, rất là nhiều mưu mô, toàn là lấy lý do này lấy lý do kia, xong bắt đầu lúc cảnh sát nó bắt lại bắt đầu quay ra cãi ở đây ra đấy một cãi, nó vả được gãy răng nữa. Cái gì nó luật là luật, luật là chỉ có trắng và đen thôi, không có màu ghi. Không, cái gì nó ra cái đấy không có tình nghĩa gì hết. Nếu mà luật mà còn có tình nữa thì đâu còn là luật nữa. Không? Ở bên này không cần biết, nó mà đã phạt là nó phạt, nó không cần nữa tình nghĩa gì hết. Ngày xưa cái vụ mà quỳ xuống đó, ngày xưa thời mấy chục năm về trước, Việt Nam mình mới qua đây cũng có cái cảnh quỳ xuống đại cảnh sát. Bố mới uống bia xong bắt đầu bố chạy cảnh sát chạy theo bắt thổi rượu này kia cái thứ, bố quỳ xuống bố lại người ta. Xong bắt đầu mấy ông cảnh sát đó, lần đầu tiên ông nhìn thấy cái cảnh ấy ông buồn cười quá, thế ông tha cho. Thế là về sau các bố cứ học theo cái kiểu đó, nó vẫn cứ phạt, chẳng có quỳ mới lạy gì hết. Mình đây, mình bị đóng cửa đây, có người bạn cũng ở gần đây thôi, nhưng mà quá một tí, 5 mét thôi, mình cũng gọi mình đi qua đây chơi, mình cũng không dám đi. Mình ngồi đi thì không sao, nhưng mà sợ chẳng may thôi, nó mà bắt được, nó hỏi mày đi đâu, thì làm sao. Cho nên mình đếch dám đi thì quá phạm vi. Nó cứ tiền nó phải vào mặt mình thôi, cứ cho nên là ở đây tại lý do tại sao người ta phải tuân thủ, cứ tiền nó phạt thôi, không nói nhiều, ra đó mà cãi. Bánh mì có thật là thứ thực phẩm cần thiết cho người Việt Nam trong cái lúc này không? Người mình ăn cơm mà bánh mì chỉ là cái đồ ăn chơi, nhiều lúc ăn chơi, còn nghèo thì cái con mẹ thì nó không ăn. Ví dụ như đói thì cái gì mà ông gọi là cái gì đút vào vả được vào mồm mà không gọi là thực phẩm, đúng không? Nhưng mà bình thường những cái đồ đấy nó chỉ là cái đồ ăn chơi thôi. Thế là mình trừ khi mình ở trong nhà, mình đi ra ngoài đường, mình đi làm, đi này kia các thứ, mình không mang đồ ăn đi thì mình mua cái bánh mì mình gặm. Nhưng mà đây ở trong bây giờ người ta đang chống dịch, đừng có đi ra ngoài đường. Càng chính quyền càng chặt chẽ bao nhiêu ấy, thì là càng giúp cho người dân mình toàn những là vi phạm pháp luật, xong lấy lý do này lấy lý do kia đi. Cái gì ở bên này đừng có nói là cái trạm thú cái bác sĩ thú y cái những cái người làm răng á, nó cũng bắt đóng cửa hết, không cho mở cửa, chỉ có bác sĩ khám bệnh thì ok, nhưng mà những cái làm răng làm diếc là nó đóng cửa hết, thú y thú yết thì đóng mẹ nó cửa hết ở đấy, mà nó đâu có cho mình đi ra ngoài đâu mà lý do lý chấu. Việt Nam mà cãi nhau rồi cứ đứng cãi tối ngày, cứ luật mà phải không nói nhiều, không có tình nghĩa gì ở đây hết. Việt Nam rất là nhẹ trong cái chuyện mà cãi lý cái sự mấy chúng nó, cứ luật mà phang thôi, không cần nói nhiều, đúng không cả nhà? Mình đây, mình muốn đi xa mấy quá 5 cây số cũng không được đấy, chỉ đi vòng đi lấy đi mua đồ ăn này kia cái thứ mà chỉ được một người thôi, còn đi tập thể dục ấy là trong vòng 2 tiếng. Bây giờ bày đàn nữa rồi ở Úc đây, nên mạng nó xấu lắm mọi người ơi. Mình về đến nhà rồi.
buồn buồn đời á, xách xe đi ra mua thùng mì. Ở nhà vừa lạnh vừa chán đời. Đi ra mua một cái hộp mì mới để mua rau, mua cỏ này kia các thứ. Ở đây đi đi vào siêu thị là phải check in, giống như là mình phải cầm cái phone á, mình chụp cái gì đấy, mình cũng chả biết nói tiếng Việt nói là gì, cái để ta sẽ thông báo cho tất cả mọi người để đi 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 kiểm tra. Còn nếu mà cái vùng nào nó bị mà người ta nói là những người nào đi qua đó đó phải đi khám, đi test, đi thử nghiệm á, thì là phải ở im trong nhà, không được ra ngoài cửa, không được đi đâu hết. Ở bên này nó có một cái hôm đó mình có người bạn á, cái vùng dịch nó bị dịch ở cái shop đó, ở cái siêu thị đó, thế là nó mới bắt tất cả những ai mà đi qua đấy á, là phải đi đi kiểm tra. Thế xong rồi phải về nhà. Thế mà cách ly 14 ngày. Đến khi mà cách ly á, ngày mai là được đi rồi gì? Được ra ngoài rồi, có nghĩa là ngày mai là quá 14 ngày rồi. Ngày hôm nay nó mới có một cái số phone, cái phone nó mới gọi tới. Gọi tới thì cái thằng con của người bạn ấy nó mới không nghe phone. Không nghe phone, thế là nó lập tức quân đội mới cảnh sát nó ập vào, nó kiểm tra, nó bảo cái người đó, người này có ở nhà, những cái người này có ở nhà không. Nhưng mà may là tại vì cái thằng con của người bạn mình nó đi toilet, nó không nghe phone. Nó ở nhà nhưng mà nó không nghe được cái phone, thế là nó ập vào. Nếu như mà nó ập vào nó kiểm tra mà cái người đó không có ở nhà đó, nó phạt 6.000 một người. Ví dụ cái nhà đấy có 4 người, nó cứ nhân lên thôi, mỗi người 6.000.